Kính thưa đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, kính thưa các đồng chí lãnh đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, thưa tất cả các đồng chí lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy, các địa phương, thưa tất cả các đồng chí. Tôi rất là vinh hạnh được Ban Tuyên giáo Trung ương mời đến đây để có dịp trao đổi với các đồng chí nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2020. Mà nội dung của chuyên đề này có thể nói là bao quát một vấn đề rất rộng lớn và phức tạp cả về mặt lý luận và thực tiễn. Tài liệu thì các đồng chí đã được cung cấp đầy đủ trước khi hội nghị của chúng ta tiến hành. Thì mong các đồng chí dành nhiều thời gian để nghiên cứu kỹ lưỡng tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương phụ trách soạn thảo, lại được xuất bản tại Nhà xuất bản Lý luận Chính trị của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với một số lượng rất lớn để cung cấp tài liệu cơ bản cho sự tham khảo của chúng ta. Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới tất cả các đồng chí về buổi làm việc của chúng ta hôm nay rất có ý nghĩa. Chúng ta cũng đang ở thời điểm cuối của năm 2019, đang cận kề tới năm 2020, một năm mới bắt đầu. Nhân dịp này, các đồng chí cho phép tôi gửi tới các đồng chí lời chúc sức khỏe, thành tựu, hạnh phúc trong cuộc sống và thành tựu trong công tác cao quý của chúng ta. Thời gian thì ban tổ chức dành cho chúng tôi cũng có hạn thôi, trong khoảng trên 2 tiếng đồng hồ. Thì chúng tôi sẽ cố gắng lựa chọn những vấn đề cốt yếu nhất để trình bày với các đồng chí. Và tôi cũng xin nói ngay để các đồng chí thông cảm, chuyên đề này nổi bật ở đặc trưng lý luận, cho nên chúng ta phải tiếp cận đến từ góc độ lý luận, tức là căn cứ vào tư tưởng luận điểm của Hồ Chí Minh, trong các tác phẩm điển hình của Bác mà xoay quanh vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, các đoàn thể quần chúng nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội cũng phải trong sạch vững mạnh. Tôi nói như vậy để muốn lưu ý các đồng chí, từ đầu đến cuối nếu ta đọc toàn bộ tác phẩm Hồ Chí Minh, ta không bao giờ thấy Bác dùng thuật ngữ hệ thống chính trị đâu. Cái thuật ngữ này là rất mới, là sản phẩm của công cuộc đổi mới. Đất nước chúng ta đổi mới năm 1986, đến Hội nghị Trung ương 6 của khóa 6 năm 1989, lần đầu tiên mới xuất hiện thuật ngữ hệ thống chính trị, cũng như dân chủ xã hội chủ nghĩa. Cho nên ta phải căn cứ vào đúng lời văn trong tác phẩm của Bác để nói rõ. Bác nói về đảng, về nhà nước, về chính quyền nhân dân, về các tổ chức đoàn thể của quần chúng nhân dân, mà bây giờ ta gọi là hệ thống chính trị, để chúng ta tránh ngay một cái khiếm khuyết bắt đầu từ nhận thức, tức là hiện đại hóa Hồ Chí Minh mà thoát ly các điều kiện lịch sử cụ thể. Thì đấy là điểm thứ nhất tôi muốn lưu ý các đồng chí về tài liệu. Điểm thứ hai nữa, nếu các đồng chí nghiên cứu kỹ tài liệu tổng kết một số vấn đề lý luận thực tiễn của Đảng ta qua 30 năm đổi mới, mà trực tiếp do Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương chỉ đạo, gọi tắt là Ban Chỉ đạo Trung ương soạn thảo các văn kiện cho các đại hội đấy, thì các đồng chí biết là Đảng ta tại Đại hội 12 đã rút ra 9 quan hệ lớn. Mà những quan hệ này đấy, nó phản ánh quy luật và tính quy luật của cách mạng Việt Nam, của đổi mới và phát triển. Trong 9 quy luật đó, có một cái quy luật rất quan trọng, đó là đảng lãnh, cái quy luật mà đấy là quan hệ đấy, là đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Một thời gian dài trước đổi mới, ta vẫn thường gọi đây là cơ chế của chế độ làm chủ tập thể. Còn qua kết quả nghiên cứu của chúng tôi đấy, cái mối quan hệ này không phải là cơ chế. Đó được diễn đạt là quan hệ giữa các chủ thể đảng là lãnh đạo và cầm quyền, chủ thể nhà nước là quản lý và quản trị xã hội, chủ thể nhân dân là làm chủ xã hội.
ủy quyền cho Đảng, Nhà nước và đoàn thể thực hiện cái quyền làm chủ chân chính của mình. Và đây là một cái mối quan hệ đồng chủ thể để xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới. Tôi nói nguyên văn những từ ngữ của Đảng ta dùng trong cái tài liệu văn kiện này. Để các đồng chí đọc cái tài liệu mà chúng ta đã được cung cấp đấy, các đồng chí sửa cho cái từ cơ chế nhé. Đây là quan hệ giữa các chủ thể. Tôi không biết là đây là lỗi của nhóm tác giả hay là lỗi của nhà xuất bản. Mà theo thiền ý của tôi đấy, rất có thể là lỗi của nhà xuất bản. Vì tôi được các đồng chí mời đọc bản thảo lần cuối cùng, không bao giờ tôi dùng chữ cơ chế cả. Đấy. Ta mất có một cái lỗi là khi diễn đạt các cái từ ngữ của bác, ý tứ của bác, ta cứ hay thêm bớt vào. Ví dụ bác nói là sửa đổi lối làm việc, ta cứ thêm là lề lối làm việc. Thế rồi cái cơ chế làm chủ tập thể đấy, một cái thói quen định hình từ mấy chục năm nay, mà dù đã có đổi mới hơn 30 năm rồi, nhưng chúng ta cũng chưa dứt bỏ được cái tư duy cũ ấy đâu. Cho nên vì vậy, trên tinh thần nghiên cứu lý luận, các đồng chí cho phép tôi được trình bày các vấn đề cốt yếu của chuyên đề hôm nay trên tinh thần của người nghiên cứu. Và các đồng chí cũng vậy, nhất là đội ngũ báo cáo viên các cấp, các đồng chí chủ chốt. Và chúng ta sẽ sử dụng tài liệu một cách sáng tạo các đồng chí nhé. Tài liệu có rất nhiều cố gắng, được biên soạn công phu dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Tuyên giáo Trung ương, mà trực tiếp là công việc điều hành của vụ giáo dục lý luận chính trị, chỗ chị Phương Hoa đấy. Dù vậy thì các đồng chí biết rồi, khoa học là vô cùng, không có cái gì hoàn hảo tất cả đâu, nó là tương đối thôi. Cho nên ta đọc và nghiên cứu tài liệu với tinh thần sáng tạo để tiếp thu những cái mặt tốt, mặt tích cực và cũng tự mình bổ khuyết những điều chưa được đề cập đến, mà chuyên đề này cực kỳ phong phú và sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn. Đấy là một đôi lời mở đầu xin thưa với các đồng chí về khung diện tài liệu. Nhưng mà chỉ với tài liệu này thôi đấy thì không đủ đâu các đồng chí. Đây là điều kiện cần chứ không phải điều kiện đủ. Mong các đồng chí để nhiều thời gian tâm sức để đọc đi đọc lại di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mà chúng ta đã vừa kỷ niệm 50 năm ngày Bác mất, 50 năm thực hiện di chúc của Bác. Còn cái bản di chúc này Bác viết từ năm 65, lúc Bác 75 tuổi, thì đến nay đã là 54 năm rồi. Và chúng ta đã cùng nhau nhận thức những giá trị trường tồn của di chúc. Thì mong các đồng chí hiểu cho là bản di chúc này 1.000 từ linh thiêng này đấy, có thể nói là kết tinh cao quý những tư tưởng đạo đức phong cách của Bác về đại đoàn kết toàn dân tộc, về xây dựng Đảng cách mạng chân chính, trong sạch vững mạnh, về nhà nước pháp quyền dân chủ của dân, do dân, vì dân, về tác dụng ảnh hưởng to lớn của mặt trận, của các đoàn thể quần chúng xã hội trong sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước. Bản di chúc 1.000 từ này đã nhiều lần tôi trao đổi với các đồng chí ở địa phương đấy, các bạn trẻ phải thuộc lòng nhé. Có 1.000 từ thôi. Nếu ta thực sự thấu hiểu, thấu cảm Bác thì tự khắc nó sẽ làm tổ trong trái tim của chúng ta. 1.000 từ linh thiêng này có thể nói là tài sản tinh thần vô giá của Đảng, của dân ta, mọi một thế hệ người Việt Nam từ nay về sau. Đấy. Ngoài di chúc của Bác, mong các đồng chí năm nay, sang năm 2020, ta kỷ niệm 90 năm lịch sử quang vinh của Đảng, thì xin các đồng chí đọc bài nói của Bác rất quan trọng trước toàn Đảng, toàn dân, trong lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng năm 1960. Trong đó có đánh giá của Bác, Đảng ta thật là vĩ đại, Đảng ta là con nòi của giai cấp công nhân, lịch sử 30 năm của Đảng là biết bao nhiêu tình nghĩa, và lịch sử của Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng. Thì các đồng chí đọc kỹ cái bài phát biểu ấy của Bác, ta mở Hồ Chí Minh toàn tập, thì ở tập 12 là có cái tác phẩm này của Bác. Ta đọc thật kỹ các đồng chí nhé, thật đọc kỹ. Và các đồng chí nghiên cứu về Hồ Chí Minh, các đồng chí cũng biết là ngay sau khi dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng, thì cũng trong cái tháng riêng của năm 1960 đó,
Bác có một chuyến đi công tác về Kiến An, bây giờ là thuộc về Hải Phòng. Ta đọc thật kỹ cái bài nói của bác ở Kiến An với cán bộ, đảng viên và nhân dân Kiến An. Tôi đọc mà tôi cảm thấy giật mình các đồng chí. Từ hồi bấy giờ mà khi phê phán một số cán bộ, đảng viên, bác đã phải sử dụng đến từ ngữ như thế này này. Một số đồng chí cán bộ, đảng viên chưa làm tốt những điều đảng căn dặn, đầy rẫy chủ nghĩa cá nhân. Nguyên văn lời của bác đấy, đầy rẫy chủ nghĩa cá nhân. Để ta hiểu vì sao tác phẩm cuối cùng của cuộc đời bác công bố vào ngày đảng thành lập mùng 3 tháng 2 năm 1969 ấy, là 39 tuổi đảng. Tác phẩm lý luận cuối cùng của bác thì bác viết là quét sạch chủ nghĩa cá nhân để nâng cao đạo đức cách mạng. Nguyên văn đầu đề tác phẩm của bác hồi ấy là như vậy cơ. Nhưng mà khi chúng ta đề nghị với bác, xin bác cho sửa cái đầu đề này, bác cũng rất ngạc nhiên. Bác bảo sao các chú lại đề nghị sửa? Khi thảo luận với bác, các đồng chú đồng ý cơ mà. Thì chúng ta thưa lại với bác là, thưa bác, lúc thảo luận với bác thì đúng là đồng ý với bác. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì phải thấy xây nâng cao đạo đức cách mạng trước để chống chủ nghĩa cá nhân sau. Cho nên đề nghị bác đổi ngược cái đầu đề ấy lại. Bác đồng ý. Cho nên cái tác phẩm ấy mà chúng ta nghiên cứu bấy lâu nay đấy, là cái đầu đề này, đầu đề đã sửa đấy các đồng chí nhé. Tất nhiên là được bác đồng ý. Nhưng bác nói một câu thấm thía như thế này, có liên quan đến vấn đề nguyên tắc tập trung dân chủ đấy các đồng chí này. Hai đồng chí lúc bây giờ là trưởng ban tuyên huấn Trung ương và chánh văn phòng Trung ương được bác giao nhiệm vụ soạn thảo cái bài này, đăng trên báo đảng cơ mà. Mà bác chỉ đạo là đăng đúng mùng 3 tháng 2 năm 69 cho bác, làm tài liệu học tập trong toàn đảng. Thế thì các đồng chí sửa, xin thưa với bác là trong đảng ta đa số là tốt, số xấu xa hư hỏng ít thôi. Nên đề nghị bác cho bác sửa lại, lấy xây làm chính, nâng cao đạo đức cách mạng để quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Bác ngẫm nghĩ một lúc, bác trả lời là ý của chú cũng có lý. Bác rất dân chủ các đồng chí nhé, không bao giờ áp đặt, không bao giờ lấy mình là chuẩn duy nhất đâu. Nhưng bác rất cẩn thận, bác quay sang hỏi đồng chí chánh văn phòng Trung ương lúc bấy giờ, còn ý chú thế nào? Thì chúng ta đã hội ý với nhau rồi, trên bảo thư bác cho cũng đồng ý như vậy. Bác cười, bác nói ngay này, ở đây các chú có hai người, bác chỉ có một mình bác thôi. Các chú là đa số, bác là thiểu số phải không? Nhưng bác cho sửa vì ý của các chú cũng có lý. Đấy. Bác thừa nhận một thực tế và bác cũng chấp hành cả nguyên tắc tập trung dân chủ nữa. Nhưng bác của chúng ta là một bậc thầy về phương pháp, cho nên bác xử lý vấn đề rất tinh tế. Hai đồng chí chúng ta mừng quá, xin phép bác về để đến làm việc với báo Nhân dân cho đăng kịp vào mùng 3 tháng 2. Thì bác lại không cho về. Bác giữ lại, bác nói là khoan đã, để bác hỏi các chú một câu đã rồi hãy về. Bác hỏi thế này này, giả sử các chú dành dụm được tiền, mua sắm được một bộ bàn ghế giường tủ mới, liệu các chú có kê ngay vào trong nhà không? Hay trước hết phải quét sạch rác rưởi trong nhà đi đã? Chúng ta hiểu ý bác chứ. Tức là bác đồng ý với chúng ta về nguyên tắc, nhưng bác vẫn cảm thấy băn khoăn muốn bảo lưu ý kiến riêng của mình lúc đầu trong cái thiết kế đầu đề tác phẩm đó đấy. Chúng ta chưa kịp trả lời bác còn đang ngẫm nghĩ mà, thì bác bảo thôi, bác hỏi vậy thôi, vấn đề này lớn lắm, không đơn giản đâu, các chú cứ suy nghĩ đi rồi trả lời bác sau cũng được, không vội. Bây giờ các chú về làm việc với báo Nhân dân để đăng cho nó kịp, và bác nhờ các chú nói giúp bác với tổng biên tập một câu. Chỗ này là cả cái nghệ thuật tinh tế của bác về ứng xử đây này. Đầu đề như các chú đề nghị sửa cũng được, cũng được. Nhưng trong ruột bài báo nhất thiết phải in đậm cho bác một câu, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng. Thế là vừa tôn trọng ý kiến của người khác mà vẫn giữ được tính độc lập cá nhân của mình.
Tôi coi đây là một bài tập mẫu thực hành của Bác cho chúng ta về ứng dụng nguyên tắc tập trung dân chủ đấy các đồng chí. Nó có liên quan đến câu chuyện xây dựng đảng, rồi là đoàn kết, đại đoàn kết toàn dân tộc. Hay là một cái ví dụ này nữa các đồng chí. Năm nay chúng ta kỷ niệm dồn dập mấy sự kiện tròn con số 70 năm đấy các đồng chí. Mà các đồng chí làm công tác tuyên giáo thì thuộc lòng các vấn đề này cả rồi. Năm nay là 70 năm Bác viết tác phẩm Dân Vận, từ năm 1949 cơ mà các đồng chí. Dân vận phải đúng và phải khéo, dân vận phải thật thà nhúng tay vào việc, dân vận không sót một người nào, không phí phạm một tài năng nào. Dân vận phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, miệng nói, chân đi, tay làm. Và đặc biệt nữa, Bác còn dặn chúng ta là dân vận là việc chung của toàn đảng, của nhà nước, của nhân dân, của tất cả mọi người, chứ không phó mặc cho một ai chuyên trách cả đâu. Phải chọn người giỏi, người tốt, người có uy tín với dân, phụ trách dân vận thì mới có hiệu quả. Đồng thời Bác phê bình chúng ta một khuyết điểm là nhưng thói thường ta mắc một khuyết điểm rất to từ năm 49 các đồng chí nhé, cách đây 70 năm. Hễ những ai kém chuyên môn, làm hỏng việc thì thường đùn đẩy nhau sang phụ trách đoàn thể. Khuyết điểm này đến nay căn bản đã được khắc phục nhưng cũng chưa hết. Cho nên những tư tưởng ấy của Bác đấy luôn có tính thời sự là vì vậy. Năm nay lại là 70 năm thành lập trường đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc. Mà tất cả chúng ta đều rất quen thuộc cái mái trường này, ta từ đó mà ra cả. Bác ghi sổ vàng truyền thống của học viện, tức là trường đảng cao cấp lúc bây giờ. Những cái câu nói mà bây giờ trở thành danh ngôn. Học để làm việc, học để làm cán bộ, học để làm người, học để phục sự đoàn thể, giai cấp, dân tộc và nhân loại. Muốn đạt mục đích đó, trước hết phải cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Chỉ mấy câu ấy thôi mà ta thấy hiện lên cả một tầm tư tưởng Hồ Chí Minh ở bậc minh triết. Bởi vì lấp lánh một cái vẻ đẹp là đạo đức có một vai trò rất quan trọng đối với khoa học. Và Bác giải thích là ai có đạo đức thì người đó dễ tiếp thu chân lý hơn. Đạo đức là cái bệ đỡ tinh thần, là cái đảm bảo tinh thần cho việc tiếp thu chân lý khoa học đúng đắn và sáng suốt. Những điều ấy chúng ta không bao giờ quên và sẽ là tài liệu cần phải đọc kỹ để chúng ta truyền tải tới mọi người cái chủ đề rất quan trọng của năm nay. Chưa kể, Bác còn viết một tác phẩm đạo đức học nổi tiếng mà đầu đề của Bác chỉ có 4 chữ thôi, cần kiệm liêm chính, cũng viết vào năm 1949. Bác thực sự là người có tư tưởng đạo đức cách mạng xuất sắc và nổi trội. Bác thực sự là một nhà đạo đức học Marxist, và lý luận đạo đức học Marxist của Bác đấy là xoay xung quanh 4 chuẩn mực đó, cần kiệm liêm chính, xoay xung quanh 2 nguyên tắc ứng xử là trí công để vô tư. Đấy. Khi còn sống đấy, giáo sư Hoàng Ngọc Huyến có một nhận định rất là sắc sảo như thế này. Nếu tìm lý thuyết đạo đức học Hồ Chí Minh thì lý thuyết đó chỉ trong một câu thôi, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, mà truyền từ truyền thống đến hiện đại. Thì tôi cũng xin nêu lại cái tác phẩm này như vậy để các đồng chí đọc tham khảo, làm cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu kỹ cái chủ đề của năm nay. Ngoài ra còn biết bao nhiêu tác phẩm khác, ít nhất là các tác phẩm đã được công nhận là bảo vật quốc gia, có điều kiện các đồng chí đọc kỹ đi để thấm nhuần và để có thêm một cái sở cớ trong việc trình bày cái chuyên đề này với tất cả mọi đối tượng. Và qua kinh nghiệm thực tiễn ấy, chúng ta đều thấm thía một cái bài học này các đồng chí này. Muốn truyền tải được những tri thức lý luận mà vượt ra cái thử thách của sự khô khan và trừu tượng đấy, thì cái người nghiên cứu và trình bày phải tự tạo cho mình một cái phong văn hóa. Phong văn hóa càng rộng càng tốt, hiểu thấu đáo vấn đề càng kỹ càng tốt, để chúng ta có khả năng nhuần nhuyễn lý thuyết với thực hành và có thể làm chủ được tất cả tài liệu trong mọi đối tượng, mọi hoàn cảnh. Và xin các đồng chí nhớ cho 3 mệnh đề nổi bật của Bác là như thế này: thực hành sinh ra hiểu biết,
hiểu biết tiến lên lý luận lãnh đạo thực hành. Cả đời Bác là như vậy. Chính vì thế, chúng ta nói về tầm quan trọng và ý nghĩa của cái chuyên đề năm nay, năm 2020. Cái chủ đề này, các đồng chí biết là năm 2020 là một cái sự kiện rất là quan trọng. Năm cuối cùng của Đại hội nhiệm kỳ khóa 12, năm mà các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức Đại hội Đảng để tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 vào đầu năm 21 như Đảng ta đã thông báo. Thế thì chúng ta nghiên cứu về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong bối cảnh ấy mà với chủ đề là đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng trong sạch vững mạnh, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh là rất có ý nghĩa. Còn riêng cái thời điểm 2019 này, chúng ta đang ngồi ở đây, các đồng chí hồi tưởng lại nhé. Cách đây đúng một thế kỷ, 100 năm, 100 năm về trước, đúng năm 2019 này là 100 năm, Bác Hồ của chúng ta lần đầu tiên lấy tên là Nguyễn Ái Quốc, từ năm 1919 mà các đồng chí. Lúc Bác 29 tuổi, và ngay năm sau 1920, Bác 30 tuổi, thì Bác là đồng sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Mà khi gửi 8 điều yêu sách tới hội nghị Versailles với tên gọi là Nguyễn Ái Quốc đấy, một cái tên rất là tượng trưng, người thanh niên họ Nguyễn yêu nước, thì Bác đã đề xuất những tư tưởng rất hiện đại như thế này. Phải bãi bỏ chế độ ra các sắc lệnh bằng việc ban hành các đạo luật. Người ta coi đây là nền móng của tư tưởng pháp quyền của Hồ Chí Minh sau này thì các đồng chí. Hay là đòi quyền tự do, quyền độc lập cho dân tộc, quyền tự do cho con người, cả nhân quyền và dân quyền. Thì chúng ta thấy khi đọc tuyên ngôn độc lập, khi viết tuyên ngôn độc lập, Bác dẫn tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ 1776, tuyên ngôn cách mạng tư sản dân quyền của Pháp 1789, hai cuộc cách mạng vĩ đại trong chủ nghĩa tư bản, trong lịch sử của chủ nghĩa tư bản. Và Bác dẫn mở đầu trong vấn đề này để khẳng định quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Thì đó là sự hiện đại, vượt trước thời đại, có sức sống mãi với thời gian trong tư tưởng trí tuệ, rồi đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 100 năm là Nguyễn Ái Quốc, để chúng ta hiểu vì sao sau một cuộc hành trình 30 năm tìm đường cứu nước về đến Bắc Bó Cao Bằng năm 1941 vẫn lấy tên là Nguyễn Ái Quốc. Để đến năm sau, năm 1942, thì Bác viết lịch sử nước ta bằng thơ, ta gọi là Việt Nam diễn sử ca. Bác lại còn dự báo là mùa thu 45 Việt Nam sẽ giành được độc lập. Người là một nhà tiên tri đến mức kỳ diệu, không một dự báo nào của Bác sai cả, đều khớp với thực tiễn. Thì từ năm 1942 trở đi, Bác mới chính thức lấy tên là Hồ Chí Minh. Và Bác ký tên trong di chúc cũng là Hồ Chí Minh. Còn năm 1920, Bác sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, tức là Bác đã đứng ở bước ngoặt là trở thành một người cộng sản. Cho nên các đồng chí nhớ cho một chi tiết này nhé. Những đồng chí nào đi thi kể chuyện về Bác Hồ hay báo cáo viên ấy, nhiều khi không để ý này. Người ta hỏi là Bác Hồ có bao nhiêu tuổi đảng? Cho đến khi Bác mất, ta cứ nghĩ rằng là Bác sáng lập ra đảng ta năm 30, đến lúc Bác mất là năm 69 là 39 tuổi của đảng ta, thì cũng là 39 tuổi đảng của Bác. Thế đó là không đúng rồi. Bác là người cộng sản từ năm 1920 cơ mà. Bác là lãnh tụ đồng sáng lập Đảng Cộng sản Pháp cơ mà. Cho nên khi Bác từ giã cuộc đời vĩnh biệt chúng ta, Bác là một đảng viên cộng sản gần nửa thế kỷ tuổi đảng, 49 tuổi đảng. Đấy. Những cái chi tiết đó đấy, chúng ta cũng cần phải nắm vững. Đấy. Nhất nhất là các đồng chí nào làm công tác giáo dục, vì đảng ta chủ trương dạy về Bác Hồ từ mầm non mẫu giáo đến tận đại học và trên đại học rồi, thì chúng ta càng phải chú trọng cái tính chính xác hóa các cái tư liệu nghiên cứu của chúng ta, nhất là những cái điều liên quan đến sự kiện cuộc đời Bác nhé. Năm 2020 sắp tới, khi mà các đồng chí triển khai rộng rãi cái chủ đề này, thì nó còn có một sự kiện nữa. Bác của chúng ta tròn 130 tuổi. Năm nay là 129 năm.
tuổi của Bác. Sang năm là 130 năm ngày sinh của Bác. Và cũng là 45 năm giải phóng miền Nam. Những cái sự kiện đó là cơ hội rất tốt lành để cho chúng ta truyền bá tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với cái chủ đề của năm nay. Thì tôi xin nói vắn tắt một đôi điều như vậy thôi về tầm quan trọng, ý nghĩa của cái chuyên đề này. Bây giờ chúng ta đi vào nội dung chính yếu của chuyên đề. Tài liệu các đồng chí có trong tay đó là chia thành hai phần lớn. Phần thứ nhất là tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Phần thứ hai là phần nói về vận dụng tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu mới hiện nay. Hai phần đó trong một cái cuốn sách đã được in, đã cung cấp cho các đồng chí đọc, đọc và nắm vững cái logic của từng phần để khi trình bày cho nó rành mạch và sáng tỏ. Tôi không nhắc lại tài liệu này vì như vậy là một điều vô nghĩa, các đồng chí hoàn toàn có thể tự nghiên cứu được. Tôi xin trao đổi những điểm nhấn cần thiết thôi, nhất là vấn đề phương pháp. Cho nên điểm đầu tiên tôi muốn nói với các đồng chí đấy là chúng ta lựa chọn hai tiền đề để nghiên cứu và phương pháp tiếp cận hệ thống trong việc tìm hiểu thấu đáo cái chủ đề năm nay. Hai tiền đề để nghiên cứu của chúng ta là thế này. Thứ nhất là chúng ta phải coi tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một chỉnh thể thống nhất, trọn vẹn và toàn vẹn. Trong tư tưởng có cả tư tưởng đạo đức và có cả thực tiễn đạo đức. Tư tưởng cùng với đạo đức kết tinh thành phong cách Hồ Chí Minh. Cho nên nói phong cách Hồ Chí Minh, từ phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo quản lý, phong cách đến với nhân dân ở cơ sở, thì tất hay là phong cách ứng xử của Bác với bạn bè trong nước, với quốc tế đấy, rất tinh tế và chân thành. Thì cái điểm phong cách ấy đấy, nó đã hội tụ cả tư tưởng lẫn đạo đức rồi. Phong cách chính là con người. Đây là một cái triết lý mà viện sĩ Hàn Lâm Pháp từ thế kỷ thứ 18 là Bích Phong đã đưa ra. Hay là khi mà nghiên cứu nhật ký trong tù từ bản gốc chữ Hán ấy, đại thi hào Quách Mạc Nhược của Trung Quốc phải thốt lên là người làm sao thì thơ làm vậy. Văn học là nhân học mà. Phong cách của Bác chính là tư tưởng đạo đức, là cả con người và cuộc đời của Bác. Cho nên bất cứ ở đâu, khi trình bày bất cứ vấn đề gì về Bác đấy, chúng ta cùng nhau thống nhất ở một cái nhận thức nhé. Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một chỉnh thể thống nhất. Thế còn tách ra thành từng bộ phận là tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết như thế nào, xây dựng đảng như thế nào, đạo đức thể hiện ở đâu, phong cách như thế nào đấy. Đấy là tách ra để nghiên cứu từng điểm cho nó rõ và cụ thể. Nhưng lại phải trở về tính tổng hợp, tức là một chỉnh thể thống nhất, để tránh tình trạng trùng lặp rườm rà và nó giàn trải. Cái này rất dễ mắc các đồng chí. Cho nên rất mong các đồng chí là chúng ta nâng cao cái nhận thức về Bác đấy. Tư tưởng đạo đức phong cách là một chỉnh thể thống nhất. Trong tư tưởng có tư tưởng đạo đức, tức là lý thuyết, nhưng mà có cả đạo đức thực tiễn của Hồ Chí Minh. Và tư tưởng cùng với đạo đức nó kết thành phong cách, là cái giá trị đặc sắc nhất của chủ thể. Tức là Bác là một cá thể, một chủ thể sinh động. Bác có phong cách riêng của Bác. Phong cách là con người mà, là không lẫn với một cá thể khác, là cái nét riêng độc đáo sâu sắc, dấu ấn chỉ có ở người đó. Mà chỗ này Bác rất là đặc sắc, bởi vì Bác không chỉ là một nhà tư tưởng, Bác còn là một nhà thơ, một nhà văn, tâm hồn lộng gió thời đại như Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết. Bác còn là một nhà báo lỗi lạc chứ. Bác để lại cho đời di sản báo chí vĩ đại hơn 2.000 bài báo, cả trong nước và cả đăng ở quốc tế nữa. Chỉ riêng đăng ở quốc tế thôi, Bác đã dùng biết bao nhiêu ngoại ngữ để truyền tải, mà toàn viết cho các cái tạp chí lớn, các báo lớn của các đảng anh em trong thời kỳ kỷ niệm trọng đại nhất là cách mạng tháng 10 Nga và sinh nhật Lenin. Bác còn có phong cách báo chí nữa. Bác còn là một nhà giáo các đồng chí nhé. Đồng chí nào đã từng là dạy học và bây giờ đang dạy học này, hạnh phúc vô cùng đấy các đồng chí.
Có một người thầy vĩ đại, một người đồng nghiệp vĩ đại là bác. Và chúng ta tự hào được làm học trò nhỏ, là đồng nghiệp nhỏ theo sự nghiệp của bác. Còn nếu nghiên cứu kỹ thời kỳ bác dạy ở Dục Thanh Phan Thiết một thời gian ngắn trước khi đến bến cảng Nhà Rồng tìm đường cứu nước đấy, thì các đồng chí càng ngạc nhiên chứ. Đến trường Dục Thanh Phan Thiết, người ta chỉ phân công cho bác dạy mỗi môn thể dục với các đồng chí nhé. Mà sau này nói về giáo dục, bác nói như một nhà giáo dục lỗi lạc vậy. Một học giả uyên bác vậy, vì bác tiếp thu tri thức Đông Tây Kim Cổ, cả châu Á và châu Âu, cả phương Đông và phương Tây. Đấy, để có một tầm mắt đại dương cơ mà, có một cái trí tuệ uyên bác của thời đại cơ mà. Đấy. Thế thì tôi nói cái tiền đề thứ nhất là phải luôn luôn xuất phát từ tính chỉnh thể thống nhất, tư tưởng, đạo đức, phong cách là một. Và nó biểu hiện ra ở chỗ giản dị mà vĩ đại. Vĩ đại thực sự cho nên giản dị đến mức hồn nhiên và tự nhiên. Và riêng chỗ này đấy, mong các đồng chí phân biệt này, Bác Hồ của chúng ta là giản dị, chứ đừng nghĩ bác là giản đơn nhé. Giản đơn là hời hợt nông cạn bề ngoài, còn giản dị là đến tột cùng sâu sắc qua trải nghiệm rồi mới giản dị được. Giản dị đến mức không cần phải giải thích, không cần phải định nghĩa cơ. Có một danh ngôn của một nhà tư tưởng lớn của thế giới nói rằng là giản dị là nỗ lực cao nhất của bậc thiên tài. Thì bác là nằm trong trường hợp này đấy các đồng chí này. Không phải ngẫu nhiên mà trong nước và quốc tế rất nhiều người thừa nhận bác là bậc thánh đấy các đồng chí. Bậc tiền bối của bác như cụ Phan Bội Châu cũng phải thốt lên là nếu Nam Đàn có thánh thì chỉ có Nguyễn Ái Quốc mà thôi. Đấy là bậc tiền bối của bác, cha chú của bác chứ. Cụ Phan là đã dự định đưa bác sang Nhật đào tạo cơ mà. Bác từ chối đi con đường phương Đông, bác tự vạch một con đường đi về phương Tây. Và cuối cùng thì thực tiễn chứng minh bác là đúng. Và cụ Phan thừa nhận như vậy. Sau cả một cuộc đời thất bại. Hay là ở Nhật Bản, các đồng chí biết rồi. Đồng chí nào đã đến Nhật Bản thì biết cái cố đô Kyoto. Có cái ngôi chùa nổi tiếng mà trụ trì là một vị đại sư là cụ Onishi. Mà cụ ngưỡng mộ bác đến mức khi nghe bác mất đấy, khóc bác bằng một bài thi điếu rất cảm động. Mà cụ lại công phu từ Nhật Bản sang Paris, sang Pháp, trao cái bài thơ khóc bác này cho nhà ngoại giao Võ Văn Sung nổi tiếng của chúng ta, đang đàm phán bên đó. Và nhân tiện, cụ giải thích cho các bạn Việt Nam biết một cái điều rất là xúc động. Chữ Hồ Chí Minh của các bạn Việt Nam phiên âm sang tiếng Nhật là thế nào? Thì ta mới sực nhớ ra là Hồ tức là Bồ Tát, Chí Minh tức là chi dân, tri thức của nhân dân. Vị Bồ Tát sống thời hiện đại mà mang trí tuệ anh minh của nhân dân mình. Thế là nước ngoài cũng thừa nhận bác là bậc thánh. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô những năm 60 là Khrushchev cũng phải thốt lên là trong phong trào Cộng sản quốc tế nếu có thánh thì chỉ có đồng chí Hồ Chí Minh thôi. Và khi bác mất đấy, lãnh tụ Cuba, người bạn lớn của Việt Nam, đồng chí Fidel, đã thốt lên là đồng chí Hồ Chí Minh thuộc về một lớp người đặc biệt mà cái chết lại gieo mầm cho sự sống đời đời bất diệt. Thể xác là hữu hạn. Chúng ta sống cũng là cõi tạm mà trở về cõi vĩnh hằng để gặp tổ tiên mà bác gọi là gặp chủ nghĩa Mác Lênin, các cụ các Mác Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác là thế đấy, về chốn vĩnh hằng. Thế thì ở đây thể xác là hữu hạn nhưng mà nhân cách, trí tuệ, đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh theo cách nhìn của Fidel đấy là mãi mãi, sống mãi mãi, là cái chết mà lại gieo mầm cho sự sống trong các thế hệ sau. Gần đây nhất là Tổng thống Nga Putin sang thăm Việt Nam vào viếng lăng bác. Ông ghi trong sổ vàng như thế này nhé. Chúng tôi đang đứng trước một bậc thánh nhân của thời đại. Thì rõ ràng là sự tôn vinh bác như thế đấy là có sở cứ lịch sử để nói về tầm vóc ảnh hưởng vĩ đại của bác không chỉ trong nước mà còn trên thế giới nhân loại. Ngọn cờ đầu của phong trào giải phóng dân tộc, người bạn lớn của các dân tộc bị áp bức. Đấy là bác. Thì đấy là tiền đề thứ nhất, tư tưởng, đạo đức, phong cách là một. Để ta nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc là thế nào?
và xây dựng đảng trong sạch là thế nào, các tổ chức đoàn thể quần chúng trong sạch vững mạnh là thế nào, và rút ra những cái bài học nhân sinh, những cái bài học có ý nghĩa trong việc vận dụng vào hiện nay. Một cái tiền đề thứ hai nữa, tiền đề này cũng rất quan trọng. Tôi cũng muốn thưa với các đồng chí điều này, nhất là đồng chí nào chuyên về Hồ Chí Minh nhé, trong giảng dạy, trong nghiên cứu, trong tuyên truyền này. Ta có cái bộ phận 05 mà. Tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là bộ phận cốt lõi trong di sản Hồ Chí Minh thôi. Nói di sản là rộng hơn rất nhiều, nói cả cuộc đời, cả con người, cả sự nghiệp, mà đặc biệt là hoạt động thực tiễn. Bác là con người hành động, bác là con người của thực tiễn của đời sống. Bác chủ trương nói ít làm nhiều là thế đấy. Thậm chí bác còn đạt đến một trình độ minh triết như thế này này, nhiều khi không cần nói, chỉ cần làm thôi, để tự việc làm nó toát lên tư tưởng. Chuyên ở bác đấy, người ta gọi là nhà triết học vô ngôn, tức là không có lời, bằng cử chỉ hành động đó. Người ta gọi bác là người, một vị nguyên thủ quốc gia 24 năm liền, lãnh tụ ở tầm thế giới, mà rất nhiều lần đưa ra thông điệp không lời. Dù bác cũng có thông điệp bằng văn, bằng chính văn, chỉ riêng nước Mỹ thôi. Từ đầu cách mạng tháng 8, cho đến ngày 25 tháng 8 năm 69, ngày làm việc cuối cùng của bác của chúng ta 14 lần gửi thư và điện cho Tổng thống các đời của Mỹ để tìm kiếm một khả năng hòa bình không đổ máu. Mà phía Mỹ im hơi lặng tiếng, không có trả lời, trách nhiệm lịch sử đó thuộc về Mỹ. Cái Tổng bí thư của chúng ta sang thăm Mỹ thời kỳ Obama đấy, ông đã công bố cái tư liệu này. Trên bác là triết học vô ngôn và thông điệp không lời. Và riêng chỗ này đấy, ta có cơ hội để khai thác phong cách đặc sắc của bác. Nó ẩn kín trong đó cả tư tưởng lẫn đạo đức. Tôi chỉ lấy một ví dụ thôi, rất là quen thuộc đời thường với chúng ta. Bác thì nói ít làm nhiều, còn chúng ta thì nhiều khi ngược lại, làm nói nhiều làm ít. Mà bác lo nhất là lời nói việc làm nó không đi đôi với nhau. Cho nên bác gọi chúng ta ra bác phê bình. Bác bảo tạo hóa cho mỗi người hai con mắt để nhìn, hai cái tai để nghe, hai lỗ mũi để ngửi, nhưng chỉ cho mỗi người một cái miệng để nói thôi. Nên các chú nói ít thôi. Đến như vậy các đồng chí, không cần phải giải thích, nó đúng như lẽ phải thông thường vậy. Hay là cái chuyện mà tất cả chúng ta đều đã kể với nhau nhiều lần rồi, cái chuyện mà bác phát cho mỗi cán bộ cao cấp dự hội nghị mở rộng của nhà nước, bác triệu tập hội nghị mở rộng toàn cán bộ cao cấp cả để bàn về cải cách quản lý, bàn về chống quan liêu tham nhũng. Bác bảo đồng chí Vũ Kỳ là lấy tiền tiết kiệm mà chú giữ cho bác ra đây, đi mua cho bác thật nhiều bút máy về đây. Ông Vũ Kỳ không hiểu ý bác, bảo bác cần gì mà mua lắm vậy, mua một vài chiếc thôi chứ. Bác bảo không, mua đủ cho bác, đừng thừa đừng thiếu. Muốn vậy chú sang văn phòng trung ương đấy, hỏi xem triệu tập hội nghị bao nhiêu người, mua đủ cho bác. Bác muốn tặng mỗi cô mỗi chú một cái bút để làm việc, toàn cán bộ cao cấp cả. Bác lại còn dặn là để cái hộp bút máy cắt tông đấy trên bàn cho bác mở nắp ra. Bác đến sớm chủ trì hội nghị. Người ta gọi bác là nhà bố trí kịch bản rất giỏi. Bố trí thế nào nó xảy ra đúng như thế. Thế là quả nhiên chúng ta vào họp thấy bác ai cũng chào. Nhìn trên bàn thấy bút ai cũng hỏi. Mà sao hỏi giống nhau đến lạ lùng. Thưa bác, ai biếu bác mà bác lắm bút thế? Thế là vào ngay kịch bản của bác rồi. Bác bảo làm gì có ai biếu bác. Bác mua bằng tiền lương của bác đấy. Chú Vũ Kỳ đi mua cho bác đấy. Tí nữa đông đủ, bác tặng mỗi cô, mỗi chú một cái bút mà làm việc. Mà bác ân cần phát bút cho từng người. Ai cũng nâng niu quà của bác. Ngắm nghía một hồi rồi, theo một thói quen, các đồng chí nhà mình mới mở ngửa cái bút ra để nhìn. Thì bác đã bí mật dặn ông Vũ Kỳ khắc trên thân bút rồi. Ngày xưa nó có cái cách là khắc tên, khắc chữ trên bút đấy các đồng chí. Cái dòng chữ này này, bút chống quan liêu tham nhũng. Thế thôi. Ngồi cạnh nhau toàn trình độ cấp cao cả, mà không ai nói với nhau câu nào. Im lặng của bác và im lặng của chúng ta là khác nhau lắm đấy. Im lặng của bác là một lời cảnh báo.
hãy biết dừng lại trước khi quá muộn. Còn im lặng của chúng ta là một lời dằn vặt, có hay không? Có phải sửa ngay, mà chưa có phải phòng tránh như thế nào? Đấy, cái tác dụng hiệu ứng của bác từ thông điệp không lời như thế đấy các đồng chí. Thế còn cũng có khi có lời mà lại rất xúc động cơ. Các đồng chí biết là năm 1969 bác 79 tuổi, bác yếu lắm rồi. Bác yếu đến mức mà bác không về đá trông K9 như trước để chữa di chúc nữa, phải chữa trong nhà sàn cơ mà. Thế và năm ấy là năm mà sau khi đã có tổng tiến công Mậu Thân 68 rất oanh liệt vĩ đại nhưng mà không trọn vẹn, bác buồn lắm. Cái bài thơ năm 68 của bác với bài thơ năm 69 là âm hưởng khác hẳn. Mà bác lại cho mời đoàn đại biểu chính phủ lâm thời cách mạng miền Nam ra thăm miền Bắc vào đúng dịp Tết, mùa xuân. Các cháu gái dũng sĩ diệt Mỹ bác cho ra thăm miền Bắc và vinh dự được vào gặp bác. Bác ôm lấy bác sĩ Phùng Văn Cung, trưởng đoàn, bác khóc. Bác bảo là gặp các vị ở đây, con nói 100 câu, 1000 câu, 1000 câu cũng là không đủ. Tôi chỉ xin phép nói một câu thôi. Bao giờ Nam Bắc một nhà, Việt Nam đại thắng chúng ta vui mừng. Và cái bài thơ năm 69 Tết Kỷ Dậu là bài thơ cuối cùng bác viết cho chúng ta đấy. Tiến lên chiến sĩ đồng bào, Bắc Nam sum họp vui nào vui hơn cơ mà. Thế còn các cháu gái ra thăm miền Bắc được gặp bác, cháu nào cũng chỉ khóc thôi. Thương bác quá mà bác gầy yếu như thế, đi lại đã rất khó khăn. Có khi phải dìu bác ngồi vào trước để chúng ta đỡ xót xa thôi. Nhất là khi đón anh hùng dũng sĩ Tạ Thị Kiều này, Huỳnh Văn Đảnh. Bác còn hứa là thống nhất bác vào thăm cơ mà. Đấy. Thế thì các cháu gái chỉ khóc. Bác bảo là ra với bác phải vui lên, sao cứ khóc vậy? Các cháu lại càng nức nở hơn. Bảo thưa bác, khó khăn mấy chúng cháu cũng không sợ. Hy sinh mấy chúng cháu cũng không sợ. Chúng cháu chỉ sợ nhất khi nghe tin bác Hồ 100 tuổi. Ý là bác mất đấy. Mà cái linh cảm này sao nó lại nhanh thế thế? Quả nhiên mấy tháng sau bác vĩnh biệt chúng ta đấy. Bác rất xúc động khi nghe các cháu gái nói như vậy. Bác mới quay sang bên cạnh thì Thủ tướng Phạm Văn Đồng đi cạnh bác đã đứng ở đấy. Bao giờ Thủ tướng cũng đi bên cạnh bác. Chủ tịch nước và Thủ tướng làm việc với nhau cả cuộc đời. Bác gọi là chú Tô cơ mà. Bác bảo là chú Tô, năm nay bác bao nhiêu tuổi? Thủ tướng thưa là thưa bác, năm nay bác 79 tuổi. Bác minh mẫn lạ thường, bác nói ngay này, còn 21 năm nữa, bác mới 100 tuổi. Bác nói đánh Mỹ 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm, chứ bác có nói đánh Mỹ 21 năm đâu. Các cháu đánh Mỹ giỏi, bác vui, bác khỏe rồi sẽ gặp bác. Đấy là bác động viên an ủi thôi, có ngờ đâu chỉ mấy tháng sau, tất cả nước mắt lưng tròng, băng rừng vượt núi ra miền Bắc, đeo băng tang nửa đen nửa đỏ để dự lễ truy điệu bác. Những cái điều ấy chúng ta không thể nào quên. Để nói đến một cái nhận xét này này, nghiên cứu tư tưởng lý luận của bác bao nhiêu cũng là không đủ, vì bác là một nhà tư tưởng lớn kiệt xuất. Nhưng lại càng không đủ nếu nghiên cứu vào sự nghiệp hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh. Mà đấy mới là điều chủ yếu, từ thực tiễn toát lên tư tưởng lý luận, mà tư tưởng lý luận lại trả nó về thực tiễn để kiểm chứng và phát triển. Và đấy là phong cách của Hồ Chí Minh. Thì với hai đặc điểm làm tiền đề như vậy để chúng ta nghiên cứu về bác, với cái chủ đề của năm nay, năm 2020 là đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng đảng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đến đây chúng ta phải bắt đầu từ một cái nhận thức về lý luận. Câu hỏi tưởng như rất đơn giản mà hóa ra không đơn giản đâu các đồng chí nhé. Các đồng chí phân biệt đoàn kết dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc có phải là một không? Có phải là một không? Có phải thống nhất, đồng nhất không? Đoàn kết dân tộc ta vẫn nói từ trước. Còn gần đây chúng ta nhấn mạnh vào đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì bác tổng kết là đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, đại thành công. Đấy là cả một chân lý lớn của thời đại. Cho nên nói đoàn kết dân tộc là nói đến một cái mức độ phạm vi có hạn, mà cũng chưa với dụng ý là phân biệt dân tộc quốc gia và dân tộc tộc người.
Nước ta là một nước đa dân tộc. Ngoài dân tộc Kinh chiếm đa số, còn có 53 tộc người thiểu số nữa. Cho nên đồng chí nào nghiên cứu chuyên về vấn đề dân tộc học nhé, thì nhớ cái thuật ngữ là dân tộc quốc gia và dân tộc tộc người. Nói đại đoàn kết toàn dân tộc là quy mô được mở rộng và đã bao trùm cái đặc điểm của Việt Nam là một quốc gia có kết cấu đa tộc người, là một. Thứ hai nữa, dân tộc Việt Nam, người Việt Nam, cộng đồng Việt Nam không chỉ ở trong nước mà còn ở nước ngoài. Con số điều tra dân số của chúng ta là chúng ta đã lên tới trên 96 triệu dân rồi. Và người Việt Nam ở nước ngoài đã gần 5 triệu dân rồi. Đấy là một bộ phận không chia cắt của dân tộc Việt Nam. Cho nên đại đoàn kết toàn dân tộc là một tư tưởng lớn mà chúng ta phát hiện ra trong các tác phẩm và di sản của Bác. Và đấy cũng chính là tư tưởng đích thực của Bác. Đoàn kết dân tộc phải tất yếu tự nhiên mở rộng tới đại đoàn kết toàn dân tộc. Thế đấy là điểm chúng ta cần phân biệt về thuật ngữ nhé. Để ta mới hiểu vì sao mà Bác nói nhiều về dân thiểu số chứ. Bác đi về các miền xa xôi, vùng sâu, vùng xa nhiều vậy. Các đồng chí cố gắng làm một cái thống kê nhé. Ở đây có đồng chí nào ở Hưng Yên thì sẽ biết này. Hưng, Bắc Ninh chứ. Bắc Ninh hóa ra là một tỉnh rất hạnh phúc, là tỉnh được đón Bác nhiều lần nhất, tới 18 lần tất cả. Hưng Yên Bác về tới 10 lần, Hải Phòng là 9-10 lần, Thái Bình là 6 lần, Vĩnh Phúc là 8 lần. Mà ở Vĩnh Phúc nó có cái đặc biệt đất Tổ Hùng Vương mà các đồng chí. Bác về lần đầu tiên và lần cuối cùng ở Vĩnh Phúc, Bác chỉ dừng chân ở Tam Đảo thôi. Đọc và gì chúng ta sẽ hiểu. Bác muốn nằm trong lòng đất mẹ ở đó đấy. Hoặc Ba Vì. Chiến thắng Điện Biên Phủ xong, Bác trở về thăm Sơn La, căn cứ địa cách mạng. Rồi Bác về đến Đá Trông từ 557. 557 còn hoang vu lắm ở cái vùng Đá Trông đó. Toàn đường mòn thôi. Đường rừng rậm như vậy. Bác đeo ba lô trên vai. Bác bảo chúng ta là cho từng viên gạch vào cho Bác, xem Bác đeo được mấy viên. Thế là người trù tính cuộc đi còn rất lâu, chứ không phải 2 năm Hiệp định Geneva nói đâu. Quả nhiên 21 năm mới xong, và lúc xong thì Bác đã đi mất 6 năm rồi. Đấy. Thì ta thống kê các cái địa danh và số lần Bác về đấy, để ta mới hiểu được ý tứ của Bác. Để ta mới hiểu được sự quan tâm đặc sắc ở mỗi vùng, mỗi miền của Bác. Vì Bác nói là quê hương Bác ở đâu? Ta hỏi Bác thế mà. Bác bảo quê hương Bác trải dài khắp cả nước. Hưng Yên đấy các đồng chí nhé, là quê ngoại của Bác đấy, mới đích thực là quê ngoại của Bác đấy, xã Hồng Tiến, huyện Khái Châu, tỉnh Hưng Yên đấy. Còn làng Hoàng Trù ở Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An cũng là quê ngoại, chỉ với nghĩa là mẹ Bác, bà Hoàng Thị Loan sinh Bác ở đó. Nhưng Bác về Hưng Yên nhiều là thế, mà những câu chuyện cảm động về đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh ở Hưng Yên này là rất cảm động đấy các đồng chí nhé. Đấy. Thì đấy là điều chúng ta cũng cần nên biết. Miền núi, xa xôi, đường xá khó khăn, Bác không đi được nhiều, thì Bác có thơ. Mà thơ nào cũng thấm thiết tình đoàn kết quân dân. Thơ nào cũng chỉ chăm lo đến cuộc sống của nhân dân thôi. Các đồng chí ở tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức kỷ niệm trọng thể 60 năm ngày Bác về thăm Yên Bái. Mà đồng chí bí thư tỉnh ủy lúc đó là đồng chí Đức, Nguyễn Văn Đức, sau này là một vị tướng. Bác yêu cầu là làm việc với thường vụ tỉnh ủy ngay đêm khi Bác về. Sáng hôm sau tập trung dân chúng, Bác nói chuyện trong cuộc meeting rồi Bác đi ngay. Bác rất vội. Thế mà khi đồng chí Nguyễn Văn Đức báo cáo Bác, thì Bác hỏi thế này nhé. Tỉnh Yên Bái đến giờ này, tức là cái thời kỳ đầu Bác về mà đã 60 năm về trước này, đã tự túc được lương thực chưa? Hay vẫn phải chờ viện trợ của Trung ương? Đã đủ muối ăn, dầu hỏa thắp sáng từ miền xuôi lên cho đồng bào Yên Bái chưa? Lại có đủ cả kim chỉ màu thêu cho chị em phụ nữ chưa? Học hành của các cháu thế nào? Bệnh xá nhà thương ra sao? Hỏi rất nhiều điều cặn kẽ. Đồng chí bí thư tỉnh ủy thì cứ mở sổ soàn soạt như thế này để báo cáo Bác cho nó chính xác mà. Bác tủm tỉm cười, Bác bảo chú mở từ điển cho Bác xem đây à. Ý Bác là phải nằm lòng rồi chứ. Đấy, ta xem. Chỉ một chi tiết đó thôi.
để thấy cái mục tiêu cao cả đại đoàn kết không có gì khác là vì cuộc sống của nhân dân, nhất là những nơi khó khăn như miền vùng cao, vùng xa, miền núi. Đặc biệt nữa, trong cái hoạt động thực tiễn phong phú đa dạng của Bác, nói về đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, cũng như nhà nước và đoàn thể đấy, các đồng chí đừng quên cái chi tiết này nhé. 10 năm cuối đời, mà tại sao Bác đi nhiều thế các đồng chí? 10 năm cuối đời, Bác có 700 lần đến với nhân dân ở cơ sở, nhất là nông dân. Có lãnh tụ nào mà đến với dân nhiều như vậy đâu. Mà cũng 10 năm cuối đời, Bác chuyên tâm đọc báo Một Người Tốt Việc Tốt, và Bác thưởng 5.000 huy hiệu Người Tốt Việc Tốt cho mọi đối tượng, từ cụ già đến em nhỏ, từ người dân thường đến cán bộ chúng ta. Đấy. Mỗi người tốt là một bông hoa đẹp, cả nước, cả dân tộc là một vườn hoa đẹp. Đấy cũng là một danh ngôn Hồ Chí Minh đấy các đồng chí. Bác còn đến cả đảo Cô Tô cơ mà các đồng chí, 70 tuổi rồi. Đảo Cô Tô ngày trước thì khó khăn hoang vu lắm, chứ được đâu như bây giờ đâu. Bây giờ nó thuộc về Quảng Ninh, qua sân bay Vân Đồn, các đồng chí biết cả rồi. Mà Bác đến Cô Tô nhé, có 1.000 dân thôi. Mà Bác nói chuyện giản dị, dễ hiểu như vậy, mà sao đồng bào lại không nghe được? Thì ta mới vỡ lẽ ra toàn người Hoa cả. Và khi biết Bác nói tiếng Hoa ngay, ngoại ngữ của Bác là một thiên tài, ai cũng hiểu. Và nhân sự kiện đó, ta đề nghị Bác cho phép dựng tượng Bác ngay ở đây. Bác đồng ý ngay lập tức. Đấy cũng là một điều lạ, vì Bác không bao giờ nói về mình, không bao giờ Bác cho làm như vậy đâu. Đấy là một ngoại lệ. Ta mới hiểu ra đó là dấu ấn nguyên thủ quốc gia gắn với chủ quyền độc lập. Và đặc biệt nữa, bây giờ nếu các bạn đến Cô Tô, các bạn còn thấy cả nhà thờ. Trong cái ngôi nhà thờ nhỏ bên cạnh tượng đài Bác đấy, có 2 câu đối mà toát lên toàn bộ tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Một bên là độc lập, xã tắc tận trung với nước, tận trung với nước, xã tắc sơn hà là thiêng. Một bên là tận hiếu với dân, độc lập tự do là quý. 2 câu đối đó kết tinh tất cả tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Và nhất là với quân đội, Bác dạy là tận trung với nước, tận hiếu với dân, tận trung với đảng, tận hiếu với dân mà. Ta sắp sửa kỷ niệm ngày quân đội nhân dân. Một cái quân đội mà Bác là vị thống lĩnh tối cao, người cha thân yêu của lực lượng vũ trang. Có quân đội nào, có cán bộ chiến sĩ quân đội nào hạnh phúc như chúng ta đâu. Mang danh hiệu bộ đội Cụ Hồ, lại có người anh cả huyền thoại là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Có quân đội nào mà mới có 1 tuổi đã làm nên cách mạng tháng 8. Thành lập cuối năm 44 mà tháng 9 năm 45 đã giành được chính quyền. Có 34 chiến sĩ lựu đạn, dao găm, súng trường đơn sơ như vậy mà làm nên lịch sử. Vì lời Bác dặn, người trước súng sau, chính trị trọng hơn quân sự, có dân thì sẽ có tất, mất dân thì sẽ mất hết. Cho nên mỗi một cán bộ chiến sĩ quân đội cũng như công an đấy là một cán bộ tuyên truyền trong dân. Đấy, chính trị trọng hơn quân sự là với nghĩa đó đấy, chính trị là linh hồn, chuyên môn là thể xác thôi. Và cũng có quân đội nào mà có 10 tuổi đầu thơ ấu đã làm nên Điện Biên lịch sử chói lọi địa cầu này. 44, 54, Điện Biên Phủ. Rồi 30 tuổi, quân đội cách mạng Việt Nam đã có thể làm nên kỳ tích cách mạng giải phóng dân tộc, rồi cách mạng xã hội chủ nghĩa. Bảo vệ dân, bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, quân với dân như cá với nước. Lời Bác dặn quân đội là làm xong sao cho khi sắp đến thì dân mong, khi ở thì dân thương, mà khi đi thì dân nhớ. Đấy là bí quyết để đại đoàn kết đấy. Tức là phải làm gương cho dân, để dân tin, dân thương, dân yêu, dân bảo vệ thì sẽ thành công. Những cái điều ấy nó thể hiện rõ trong hoạt động thực tiễn của Bác. Hay là gần đây, các đồng chí có nghe nói tin là một người anh hùng phi công đại tá không chiến trên không bắn rơi 7 máy bay Mỹ đã qua đời không? Anh hùng đại tá phi công Nguyễn Văn Bảy đấy các đồng chí, ở Đồng Tháp ấy. Câu chuyện này cảm động lắm, kể lại như cổ tích vậy. Nhà nghèo đến mức chỉ học hết lớp 3 thôi đã phải nghỉ để đi chăn bò.
Thế rồi 18 tuổi, năm 54 tập kết ra Bắc, trình độ có lớp 3 thôi, mà phải đi học đào tạo phi công lái máy bay, trong khi trình độ tối thiểu phải là lớp phổ thông trung học lớp 12, bây trước đây gọi là lớp 10. Nguyễn Văn Bảy, Bảy là bởi vì con thứ Bảy mà, người Việt Nam gọi theo số, nó thành tên chính, anh là Nguyễn Văn Hoan cơ mà, đấy, vừa mới mất đấy, công ty vừa về Bắc Hồ đấy, đại tá huyền thoại đấy, bắn rơi 7 máy bay Mỹ, được xếp vào một trong 16 phi công đẳng cấp của Việt Nam, lấy cái tiêu chí từ đại chiến thế giới lần thứ hai, cứ bắn rơi 5 máy bay Mỹ, 5 máy bay xâm lược đối phương là coi như đẳng cấp rồi, mà 7 máy bay. Thế mà lớp 3 mà phải đi học Liên Xô, chưa kể cái rào cản tiếng Nga vật vã như thế nào, bây giờ toán học học thế nào, lý học thế nào, hóa học thế nào. Đi học trường bổ túc văn hóa Lạng Sơn cấp tốc có một tuần lễ thôi. Huyền thoại là thế các đồng chí. Mỗi lớp một ngày, mỗi một ngày một lớp các đồng chí. Bỏ hết tất cả các môn, chỉ học lượng giác và đại số thôi. Để phục vụ cho cái việc cần gì học nấy mà. Để nhớ được quy luật này, tính toán trên bầu trời máy bay của Mỹ này. Thế mà phi công Nguyễn Văn Bảy của chúng ta, những lúc nản lòng cực nhọc về tiếng Nga, về kỹ thuật, đã định bỏ. Thì lại nhớ đến lời bác. Bác tiễn đi Liên Xô học trong cái đoàn 34 chiến sĩ được lựa chọn đó đấy, trong đó có Nguyễn Văn Bảy. Bác dặn là chú phải chịu khó học, phải trở thành phi công lái thật giỏi để còn lái bác về miền Nam thăm đồng bào khi đất nhà, nước nhà thống nhất. Cái động lực tinh thần lớn như vậy. Và đến khi bắn được 7 máy bay Mỹ, bác nghe tin, bác chỉ thị không cho bay nữa. Để bảo toàn lực lượng các đồng chí. Câu chuyện này được kể ra trong cái đợt mà đoàn cán bộ điện ảnh của chúng ta đi làm phim về 50 năm thực hiện di chúc của bác, đến tận quê hương anh hùng Nguyễn Văn Bảy để khai thác tư liệu, nghe ông kể chuyện như cổ tích vậy. Và đặc biệt ông nói thế này nhé, tao còn sống được là nhờ bác Hồ đấy. Thế mà rồi khi bác mất đấy, Nguyễn Văn Bảy là một trong thành viên trong cái phi đội máy bay phản lực bay trên bầu trời qua quảng trường Ba Đình để vĩnh biệt bác. Ông kể là vừa bay vừa khóc. Thì chúng ta hiểu rằng là tình cảm sâu sắc của bác với cán bộ chiến sĩ quân dân như thế nào. Và đấy chính là sức mạnh nền tảng để cái đoàn kết, đại đoàn kết. Rồi từ đó có sức mạnh để xây dựng chính đảng cách mạng trong sạch vững mạnh. Nó bắt nguồn từ tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ra sao. Đấy là hai cái tiền đề rất quan trọng trong nghiên cứu về bác, nhất là cái chủ đề này. Tôi nhắc lại, đó là tư tưởng đạo đức phong cách là một chỉnh thể. Hai là phải gắn tư tưởng với hoạt động thực tiễn của bác, đặt tư tưởng trong di sản Hồ Chí Minh. Tư tưởng là cốt lõi của di sản, mà di sản là cả cuộc đời sự nghiệp Hồ Chí Minh, trong đó có tư tưởng lý luận. Đấy. Nếu nói về sự nghiệp Hồ Chí Minh ấy, mà lại nhất là vấn đề đoàn kết, vấn đề đảng trong sạch vững mạnh, thì các đồng chí đời bác có rất nhiều bước ngoặt nhé. Rất nhiều bước ngoặt. Bước ngoặt 10 năm, bước ngoặt 20 năm và bước ngoặt 30 năm đều gắn với số phận của dân tộc, sự trưởng thành sinh thành của đảng ta cả. Bước ngoặt 10 năm ta có thể tính từ ngày bác rời bến cảng Nhà Rồng đi tìm đường cứu nước 1911, lúc đó có 21 tuổi. Để đến 1920-21 đấy, bác đã tìm thấy chân lý cách mạng, chủ nghĩa Mác Lênin, thành người Cộng sản và lại đồng sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Bước ngoặt 10 năm tiếp theo của đời bác là từ lúc sáng lập Đảng Cộng sản Pháp 1920 đến 1930 sáng lập Đảng ta. Và nhân đây tôi nói để các đồng chí biết này, tên gọi Đảng ta là Đảng Cộng sản Việt Nam là bác đặt ngay từ đầu, ngay từ năm 30. Bác là tác giả của cương lĩnh, chính cương sách lược vắn tắt, điều lệ đảng vắn tắt và thư kêu gọi quốc dân đồng bào nhân sự kiện đảng ra đời. Bác nói là Đảng Cộng sản Việt Nam đấy chứ. Còn sau đại hội 1935 đấy, quốc tế cộng sản lúc bây giờ Lenin mất rồi, thì quốc tế cộng sản, nhất là vai trò Stalin đấy, đã yêu cầu đảng ta phải viết lại cương lĩnh, không công nhận cương lĩnh Ái Quốc và yêu cầu phải đổi tên đảng là Đảng Cộng sản Đông Dương. Đến đại hội 2551, bác lại một lần nữa đề nghị trở lại tên Đảng Cộng sản Việt Nam và tách Đảng Cộng sản Đông Dương thành ba đảng độc lập, phụ trách mỗi nước một đảng cách mạng.
Và đảng ta lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam, nhưng bản chất vẫn là Đảng Cộng sản. Nó chỉ phù hợp với hoàn cảnh kháng chiến kiến quốc thôi. Cho nên sau này, Đại hội 4 của Đảng trở lại đúng tên gọi Đảng Cộng sản Việt Nam, khi mà cả nước làm một nhiệm vụ cách mạng, thì đấy chính là trở về đúng với cội nguồn Hồ Chí Minh, chứ không có gì khác đâu. Tôi nói điều này bởi vì nó liên quan đến câu chuyện ta đang phải đối mặt với tất cả những sự xuyên tạc rất thô bạo về lịch sử. Và chúng ta phải có trách nhiệm đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái xung quanh vấn đề Bác, vấn đề Đảng của chúng ta. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng Bác đặt tên ngay từ năm 1930. Và Bác dùng rất nhiều khái niệm khác nhau để gọi về Đảng. Đảng chân chính cách mạng này, Đảng cách mạng này, Đảng hành động này, Đảng to lớn, tiến bộ, mau mắn, chắc chắn này, khi mà biết dũng cảm sửa chữa sai lầm này. Rồi gì nữa, Bác còn nói Đảng ta là một đảng chiến đấu, đã ra trận một người muôn người như một người. Đấy. Thì rõ ràng là chúng ta lưu ý cái sự kiện ấy để nói về cái sự thống nhất tư tưởng ở Hồ Chí Minh gắn với đạo đức và phong cách. Thế đấy là đại đoàn kết và đại đoàn kết toàn dân tộc. Thế thì ta đi thêm vào là vậy giá trị, ý nghĩa, mục đích của đại đoàn kết toàn dân tộc là thế nào? Theo đúng chỉ dẫn của Hồ Chí Minh. Đây là một luận điểm rất quan trọng này. Bác nói là đoàn kết là điểm mẹ. Điểm mẹ là điểm gốc đấy các đồng chí nhé. Điểm gốc để sinh ra các điểm khác gọi là phái sinh. Đoàn kết là điểm mẹ. Điểm mẹ mà mạnh khỏe, tốt đẹp thì sẽ sinh ra các cái điểm sau đấy, lớn mạnh, khỏe mạnh. Đấy là vai trò của đoàn kết. Để chúng ta lại tiếp tục phân biệt với một luận điểm khác của Bác nói về chủ nghĩa cá nhân. Chủ nghĩa cá nhân lại là bệnh mẹ. Sinh ra biết bao nhiêu trăm nghìn bệnh con xấu xa, hư hỏng. Thì đoàn kết là tích cực, là điểm mẹ. Nhưng mà chủ nghĩa cá nhân giặc nội xâm trong lòng là bệnh mẹ. Đấy. Những chỗ đó là phải phân biệt. Để xem trong từng văn cảnh, từng hoàn cảnh, Bác đặt vấn đề như thế nào. Đoàn kết nổi bật mấy vai trò như thế này. Thứ nhất, nó tạo nên sức mạnh. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao cơ mà. Đúng không? Tại sao lại là thuận vợ, thuận chồng bể đông tát cạn, thuận bè, thuận bạn tát cạn bể đông. Đoàn kết là sức mạnh, là sự liên kết. Cái câu ấy là đồng chí Lê Duẩn dẫn ra trong khi giảng lý luận cho cán bộ cao cấp đấy nhé. Mà Bác ngồi dưới Bác dự đấy. Đấy. Thuận vợ, thuận chồng bể đông tát cạn. Bác đứng lên ngay. Bác bảo Bác có mỗi một mình Bác thôi. Bác biết thuận với ai ở đây bây giờ? Là thế đấy các ông chí. Chứ đừng nghĩ Bác là thần thánh. Bác là con người bằng xương bằng thịt. Cũng có niềm vui, cũng có nỗi đau như chính con người đời thường chúng ta vậy. Thì ta trở lại cái nghĩa đoàn kết. Đoàn kết ở các nước nó gọi là hợp tác, là chia sẻ, là cộng đồng trách nhiệm. Còn ta đoàn kết là liên kết các sức mạnh từ cá thể đến cộng đồng, từ ít thành nhiều. Đoàn kết để tạo nên lực lượng, nhất là quân và dân như cá với nước. Đoàn kết bây giờ còn là xây dựng cơ cấu xã hội. Một cái cơ cấu mở rộng đa dạng trong nền kinh tế thị trường, chứ không còn là công nông như một thời nữa đâu. Càng không còn là công nông trí thức như một thời nữa. Bây giờ doanh nhân xuất hiện trong cái cơ cấu xã hội mới này và dựa vào đoàn tư tưởng đoàn kết. Đấy. Đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là liên kết để tạo ra sức mạnh thực hiện mục tiêu và lý tưởng. Đoàn kết là một đường lối chiến lược. Chỗ này rất quan trọng đấy các đồng chí. Đoàn kết là một đường lối chiến lược. Đại đoàn kết toàn dân tộc là chiến lược của cách mạng Việt Nam trong giải phóng dân tộc và trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đấy. Chiến lược tức là lâu dài. Chiến lược là gắn với quan điểm, đường lối trong cương lĩnh, trong tuyên ngôn chính trị của Đảng. Chính trị, chiến lược còn là vấn đề về nghị quyết văn kiện các kỳ đại hội, vạch ra những nhiệm vụ lịch sử của từng thời đoạn một. Thế là chiến lược nhé. Vì đoàn kết là chiến lược, chuyên đoàn kết lâu dài. Chứ không phải tạm bợ nhất thời. Đấy. Đoàn kết được hình dung là một chiến lược chính trị nghiêm túc, thận trọng, chứ không phải là một sách lược mà ta hay gọi theo nghĩa xấu là thủ đoạn. Không phải. Dĩ nhiên, ở Hồ Chí Minh cũng có lúc dùng đoàn kết như một sách lược. Thêm bạn bớt thù.
Càng nhiều bạn càng tốt, càng ít kẻ thù càng tốt, mà không có kẻ thù là mức độ lý tưởng. Và đoàn kết, tận dụng ngay cả những khả năng ít nhiều, tạm thời cũng vẫn đoàn kết. Cho nên ở với Bác Hồ đấy, đoàn kết, đại đoàn kết không chỉ dựa trên lập trường giai cấp công nhân đâu, mà còn có tính dân tộc, tính thời đại và tính nhân loại nữa. Cái chỗ này là Bác vượt trước thời đại đây. Và Bác cũng khổ sở vì ông Stalin này lắm đấy. Ông cũng làm Bác điêu đứng cả đấy các đồng chí. Văn kiện đảng, các đồng chí mở ra đọc, Bác còn bị kỷ luật cơ mà. Có cả án nghị quyết kỷ luật về Nguyễn Ái Quốc cơ mà. Coi như hủy cương lĩnh của Bác soạn thảo và thay bằng một cương lĩnh khác tả khuynh hơn theo đường lối quốc tế cộng sản. Còn khi mà sang Liên Xô đấy, mà sang trong hoàn cảnh họ có công nhận ta đâu. Đi bí mật qua rừng, qua núi, qua Trung Quốc mênh mông để Liên Xô. Ông ta có tiếp Bác theo nghi lễ ngoại giao đâu. Dù Bác là nguyên thủ quốc gia, Bác chấp nhận hết. Bác chỉ cần xin viện trợ có vũ khí đánh giặc, còn chấp nhận hết. Thế là ông ta tiếp Bác trong phòng làm việc, ông ta để hai cái ghế rời nhau thế này. Ông ta là người Trung Á, nói tiếng Nga có thành thạo được như Bác đâu. Đấy. Thế mà ông ta nói là cái ghế này là của tư sản này, địa chủ đế quốc phong kiến này, đế ghế này là của công nông này, anh ngồi ghế nào để tôi tiếp. Có ý là phê bình Bác về quan điểm giai cấp đấy. Vì Bác mở rộng tối đa đại đoàn kết cơ mà. Bác thừa hiểu, Bác lại có chữ nhẫn nữa, Bác vui vẻ như không ấy, Bác kéo hai ghế liền nhau, Bác ngồi đúng giữa. Đấy cũng là một thứ thông điệp không lời đấy các đồng chí. Tôi chỉ cần những người yêu nước, độc lập, tự do, tổ quốc, tôi đoàn kết hết. Cho nên nó vừa là chiến lược, mà cũng có thời điểm đặc biệt ngắn ngủi, nó là sách lược để tập hợp lực lượng, để tranh thủ tối đa, thêm bạn bớt thù, thay đổi cái tương quan lực lượng. Nhưng cái chính yếu, cái chủ đạo vẫn là chiến lược. Cho nên nói chính trị đại đoàn kết toàn dân tộc là một đường lối chính trị chiến lược và là nét nổi bật trong tư tưởng chính trị Marxist của Hồ Chí Minh. Đoàn kết cũng còn là một chính sách nữa. Nếu hiểu nghĩa chính sách, tức là theo quan điểm góc độ quản lý xã hội đấy, đoàn kết cũng là một chính sách. Rõ nhất là chính sách với đồng bào các tộc người ít người, các dân tộc thiểu số. Chữ viết thế nào, y phục thế nào, bảo toàn bản sắc dân tộc ra sao, chăm lo đào tạo cán bộ tại chỗ như thế nào, thì các đồng chí biết. Trên khi mà ở Tây Nguyên, một cụ già là phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng ra thăm miền Bắc được Bác tiếp ý. Bác hỏi là thích có khó khăn gì không? Tây đồng bào Tây Nguyên có khó khăn gì không? Thì cụ chỉ trả lời là cái gì cũng chịu đựng được, chỉ xin Bác và Trung ương cho thêm cán bộ thôi. Bác bảo thế nào? Ở Tây Nguyên đồng bào hay là ngay gia đình cụ có nuôi nhiều gà không? Bảo thưa Bác có. Có gà mái đẻ trứng không? Thưa Bác có. Có ấp ra nhiều gà con không? Bảo thưa Bác cũng có. Đấy, ý Bác là thế đấy. Phải có cán bộ tại chỗ. Đúng. Chi viện cán bộ thì hết lòng của miền Bắc với miền Nam. Nhưng mà lâu dài cơ bản vẫn là cán bộ tại chỗ. Thì mới hiểu người, hiểu đất và mới làm việc có kết quả. Mới đoàn kết tốt được những người cùng tộc người với nhau và tộc này với tộc khác. Cho nên trong tư tưởng đại đoàn kết của Bác đấy, vừa là đường lối chiến lược về chính trị mà cũng là chính sách chính trị, nhất là đối với Đảng và Nhà nước. Tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc chính là phương thức và động lực phát triển của cách mạng. Cho nên tại sao đoàn kết thì chiến thắng mà chia rẽ thì thất bại, mà đoàn kết thì mạnh, chia rẽ thì yếu. Thì đấy là những điều mà chúng ta cũng cần lưu ý trong nghiên cứu tư tưởng, vị trí vai trò đoàn kết của Bác Hồ, cả tư tưởng lẫn đạo đức và phong cách. Bây giờ chúng ta nói về vấn đề nội dung đại đoàn kết. Đoàn kết và đại đoàn kết để thành công đại thành công. Tài liệu các đồng chí có trong tay đấy, chưa nói được nhiều về đoàn kết quốc tế. Một lĩnh vực rất đặc sắc. Và ở đấy đấy cũng thể hiện rất rõ bản lĩnh phong cách của Bác. Ta nói nội dung đoàn kết là nói toàn diện. Bác nhấn mạnh đoàn kết trong Đảng là hạt nhân. Rõ nhất là di chúc. Các đồng chí từ Trung ương tới chi bộ phải giữ gìn đoàn kết nhất trí như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Đoàn kết trong Đảng là gương mẫu để cho dân theo. Một tấm gương sống còn quý hơn hàng trăm bài diễn văn.
không? Đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Và đoàn kết trong đảng đấy, nó liên quan đến vấn đề tính đảng, các đồng chí nhé. Tính đảng, đến nguyên tắc của đảng, đến kỷ luật của đảng. Và nó cũng là thước đo về đảng mạnh hay đảng yếu đấy. Nhất là khi đảng đã cầm quyền. Khi chưa cầm quyền thì động cơ vào đảng rất cao thượng. Các đồng chí nhớ lại lịch sử đảng ta nhé. Các tổng bí thư tiền bối có ai sống hết tuổi thanh niên đâu. Và vào đảng lúc bây giờ không có bất cứ một bổng lộc lợi ích gì hết. Chỉ có đối đầu với máy chém nhà tù, lên giàn giáo, ra sát trường thôi. Chứ còn đảng đã cầm quyền rồi thì khác đấy. Đảng cầm quyền rồi thì đảng viên có chức có quyền. Chức to thì quyền to, chức nhỏ thì quyền nhỏ. Nhưng hễ dù to hay nhỏ, nếu lòng dạ không còn trong sáng nữa thì vẫn có cơ hội ăn của đúp. Nguyên văn lời của bác đấy các đồng chí nhé. Cho nên một trong cái nguy cơ lớn nhất của đảng cầm quyền đấy là biến thoái về tha hóa, về động cơ, mục đích. Chứ phải có cơ chế kiểm soát là thế. Phải bền bỉ giáo dục, rèn luyện là thế. Và phải thử thách bằng sự đóng góp của nhân dân là thế. Thế thì đoàn kết đấy, đoàn kết nội dung chứa hết, quan trọng nhất là đoàn kết trong đảng. Hồi cách mạng tháng 8, đảng chưa đầy 5.000 đảng viên. Mà lên là làm nên cuộc cách mạng vĩ đại như vậy. Còn bây giờ đảng ta sau 90 năm lịch sử, trong đó có 75 đảng liên tục cầm quyền, đội ngũ đông gấp 1.000 lần, đã là 5 triệu đảng viên. Thế mà đảng đã có lúc phải cay đắng thừa nhận là đảng đông mà không mạnh. Mà gần đây nhất ấy, là đại hội lần thứ 12, trong văn kiện đảng phải thừa nhận công khai, trên thực tế đảng chưa trong sạch vững mạnh thực sự. Còn đến bây giờ thì phải chống 27 biểu hiện suy thoái, và nhất là thực hiện trách nhiệm nêu gương, thì các đồng chí biết rồi, càng cho thấy đoàn kết trong đảng quan trọng như thế nào. Và những năm cuối đời ấy, bác dằn vặt đau đớn lắm khi bác trực tiếp chứng kiến những biểu hiện mất đoàn kết trong đảng, mà không phải ở cơ sở đâu, ở ngay cấp đầu não. Trong bối cảnh phức tạp như thế mà. Thế thì có lần bác mới gọi đồng chí Vũ Kỳ ra. Đồng chí Vũ Kỳ là thư ký đặc biệt của bác mà, người giữ di chúc cho bác, người ở với bác từ Bác Bó Tân Trào đến khi bác mất cơ mà, không thay đổi. Còn các thư ký khác có thể thay đổi. Thay đổi thế nào cũng được, nhưng mà vị trí của từng người thì giữ nguyên. Trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi. Ai đến cứ lắp vào cái vị trí đó thôi. Đấy, bác chỉ đạo như thế. Ông Vũ Kỳ có lần được bác gọi ra. Bác hỏi thế này nhé. Chú có biết vì sao các triều đại phong kiến trước đây, những cái triều đại hưng thịnh này, sáng giá đấy, ông cha ta đặt ra hai chức quan. Một là gián quan, hai là sử quan. Gián quan tức là quan can gián. Bây giờ ta gọi là phản biện đấy các đồng chí. Phản biện tức là can gián nhà vua, đừng làm những điều thất đức, trái đạo lý. Cái chức này nguy hiểm lắm các đồng chí. Nếu gặp ông vua nhân từ, biết trọng lẽ phải thì khác, ông sẽ trọng dụng. Còn gặp ông vua chuyên chế bạo ngược thì ông tru di tam tộc. Nguyễn Trãi là một bi kịch. Đấy. Gián quan đã có từ thời phong kiến. Tức là can gián nhà vua, đừng làm điều gì trái đạo. Để cho hang cùng ngõ hẻm, dân chúng được sống một cuộc sống an vui, gọi là quốc thái dân an. Chức quan thứ hai mới lạ này các đồng chí này. Sử quan. Sử quan tức là quan chép sử của triều đình, gọi là quốc sử. Cho phép ghi vào sử sách của triều đình cả công lẫn tội của tất cả các vị quan. Phong kiến là như thế đấy các đồng chí nhé. Nhà vua trực tiếp ra đề thi chọn nhân tài, quốc tử giám đấy các đồng chí. Triều đại Lê Thánh Tôn sáng giá như thế. Bác hỏi như vậy là ý bác muốn gợi ý vấn đề truyền thống đấy. Kế thừa ông cha mình, không phải cái gì cũ, quá khứ cũng bỏ đi cả đâu. Nhưng bác dặn thế này này, bác mới liên hệ với đảng. Đảng ta cũng từ xã hội mà ra, tức là có cái mạnh mà cũng có cái yếu, có cái hay mà cũng có cái dở, nhất là cái tàn tích của xã hội nông nghiệp cổ truyền, phong kiến đẳng cấp. Bác nói là trong đảng ý kiến khác nhau là bình thường.
và phải chờ đợi thuyết phục lẫn nhau. Đừng vì vội khác nhau mà vội vã quy kết áp đặt, gây nên mất đoàn kết, tổn thương tình đồng chí, sẽ có tội với đảng, với dân, với nước đấy. Bác giải thích như vậy. Rồi bác dặn thế này: bây giờ đóng cửa lại phê bình suốt ngày thì liệu có kết quả không? Nặng nề mà có kết quả không? Và con phải làm việc nữa chứ. Ta đã có lịch sử thấm thía là sau khi đảng ta phát hiện ra cải cách sai lầm, cải cách dục đất nhé, họp trung ương liên tục các đồng chí. Nhưng mà họp cũng có khoảng cách giãn cách để con làm việc. Người ta tính cái hội nghị trung ương sửa sai cải cách dục đất không dưới 6 tháng cơ mà, họp trung ương cơ mà. Và bác nói thẳng trong trung ương là cần thiết bác cũng xin từ chức. Đồng chí Trường Chinh là tổng bí thư nói là không, vì dân vì nước bác phải ở lại, từ chức để tôi, tức là tổng bí thư Trường Chinh. Và đồng thời bác chỉ đạo trung ương là giáng một chức với những ai phạm sai lầm trong cái sự kiện cải cách dụng đất đó. Bác thì công khai xin lỗi trước dân đồng bào của bác khóc. Ủy viên bộ chính trị thì xuống ủy viên trung ương, ủy viên trung ương thì ra khỏi trung ương. Đấy, cái thời kỳ sửa sai cải cách dụng đất là thế đấy các đồng chí. Thế thì bác nói là đóng cửa lại phê bình kiểm điểm suốt ngày liệu có kết quả không? Có củng cố được tình đồng chí không? Hay lại tiếp tục tổn thương? Chứ bác nghĩ cách khác chú ạ. À, bác nói với ông Vũ Kỳ đấy. Ông Vũ Kỳ được coi là cầu nối của bác với trung ương mà. Chú xuống nhà bếp dặn làm bánh ngọt cho bác. Làm hai loại. Một loại để ăn ngay lúc làm việc. Một loại các chú đem về làm quà cho các thím các cháu. Và bác nói thế này này, bác sẽ mời tất cả các chú lại đây, các chú đây là toàn trung ương trong ban bí thư, trong bộ chính trị cả, ngồi uống nước, ăn bánh và nói chuyện với bác. Có gì không phải, nói ngay trước mặt bác đây, đừng để bụng. Trong đảng phải xóa ngay một cái tình hình rất nguy hiểm, là trong đảng ít nói mà ngoài đảng cứ lắm mồm. Bác nói đến như vậy các đồng chí. Đấy. Thì bây giờ ta hiểu ra, thứ bảy tuần cuối tháng làm bánh ngọt cho bác chính là quy định, chính là cơ chế họp nội bộ trong cơ quan đầu não để bác góp ý phê bình. Để các đồng chí hiểu một cái luận điểm rất quan trọng của bác là thế này về đảng nhé. Đảng như một cơ thể sống. Trung ương là bộ não, là cơ quan thần kinh của đảng. Cấp ủy, các đồng chí cấp ủy này là lực phát động của đảng, động lực. Còn cán bộ, đảng viên, chi bộ là cầu nối giữa đảng với quần chúng. Cách đây đúng 70 năm, bác còn viết tác phẩm đầu đề chỉ có một chữ thôi là Đảng ta. Mà bác ghi rõ là tặng các đồng chí chi bộ. Chi bộ bác sinh hoạt đấy. Bác là lãnh tụ đảng, nhưng bác cũng là đảng viên. Bác cũng sinh hoạt đảng chứ các đồng chí. Chi bộ của bác là ai là bí thư? Không phải bác đâu. Trong chi bộ bác là đảng viên thường thôi. Bí thư chi bộ là ông Vũ Kỳ cơ. Mà bác rất tôn trọng cấp ủy chứ. Còn trong toàn đảng thì bác là lãnh tụ. Cái chi bộ này họp rất đều vì có bác sinh hoạt mà. Và lại là vì có bác sinh hoạt nên cũng họp rất là đều đặn nghiêm túc. Mà bác vắng họp bác xin phép rất là nghiêm chỉnh. Nguyên tắc tổ chức của bác đấy. Hay là cái chuyện mà họp trung ương thời chống Mỹ nhé. Rất là gian nan vất vả, họp từ sáng sớm tinh mơ để tránh bom đạn. Cứ đang họp thì lại phải hầm trú ẩn, máy bay Mỹ nó lên. Bác bảo thế nào? Các chú còn trẻ vào trước đi, bác vào sau cùng có gì bác chịu cho. Thế là thương bác quá, trung ương quyết định làm cấp tập một cái nhà hầm cho bác. Mà làm trong lúc bác đi họp nước ngoài ở Liên Xô, họp thời kỳ ký tuyên bố chung các đảng đấy. Và khi bác về, bác ở ngay không nỡ từ chối vì biết tính bác không đòi hỏi cái gì. Ai ngờ đâu, làm xong cái nhà hầm đó, bây giờ gọi là cái nhà 6-7 ta vào viếng bác đấy các đồng chí. Thế thì Tổng Bí thư Lê Duẩn, tức là bí thư thứ nhất của đảng, đến thăm bác, mời bác vào ở cái nhà này, không ở nhà sàn nữa, leo cầu thang rất nguy hiểm cho tim của bác, theo lời khuyên bác sĩ. Bác có ở đâu? Bác bảo chú nào làm thì chú đó ở. Bác ở nhà sàn là đủ lắm rồi. Đồng chí Lê Duẩn thưa với bác là thưa bác, không ai làm đâu. Đây là nghị quyết của Trung ương. Đây là chỉ thị của Bộ Chính trị. Mong bác chấp hành. Bác chấp hành như bác là đảng viên.
Bác nói thế nào? Nếu là nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị thì bác chấp hành. Nhưng bác cũng xin phép Trung ương để không ở. Hãy để làm nơi họp Trung ương, nơi tiếp khách quốc tế, nơi bác đón đồng bào miền Nam ra. Bác chỉ ở cái nhà 67 ấy đúng 21 ngày rồi chút hơi thở cuối cùng. Để các đồng chí hiểu là muốn đoàn kết nhất trí trong đảng đấy thì phải gương mẫu, phải có tính tổ chức kỷ luật, nhất là tập trung dân chủ. Bác còn nói rõ tập trung dân chủ đồng thời gắn với dân chủ tập trung đó, để nó tránh hai cái nguy cơ là tự do vô chính phủ ở bên dưới và tập trung quan liêu cứng nhắc ở bên trên. Đúng như chỉ dẫn của Lenin. Tập thể lãnh đạo là dân chủ, cá nhân phụ trách là tập trung. Kết hợp lãnh đạo tập thể với cá nhân phụ trách là dân chủ tập trung. Là như vậy. Thì bác là một mẫu mực chứ. Cái đoàn kết trong đảng là nội dung chính yếu nhất. Nội dung thứ hai là đoàn kết trong dân. Nhất là đoàn kết giữa dân với đảng. Trong 6 tiêu chuẩn bác căn dặn về đảng viên, bác có một câu như thế này nhé. Các đồng chí đảng viên phải chân thành học hỏi các đồng chí ngoài đảng. Và khi viết Đời Sống Mới đấy, bác đưa ra một cái triết lý sống đọc lên cứ như kinh Phật vậy đó. Mình hơn người chớ có kiêu căng, người hơn mình chớ có nịnh hót, thấy của người chớ có tham lam, đối với của mình chớ có buồn xỉn. Như kinh Phật vậy các đồng chí. Đấy là ứng xử giữa mình với người khác, mình với tổ chức đoàn thể. Thì đoàn kết trong đảng, trong dân là rất quan trọng. Ở đây, bác vận dụng đoàn kết trong đảng, trong dân để làm gì? Để phát huy tối đa sức mạnh của toàn dân. Và nó biểu hiện trong cái phép dùng người của bác đấy. Bác là một người có bản lĩnh dùng người theo thực đức và thực tài, không câu nệ đảng hay không đảng. Bộ trưởng giáo dục Nguyễn Văn Huyên có đảng viên đâu. Mà đây là một gia đình đại trí thức chứ. 30 tuổi đã hai bằng tiến sĩ rồi. Từ Pháp bác đưa về. Bác bố trí làm giám đốc Viễn Đông Bắc Cổ này, Bộ Văn hóa này, Bộ Giáo dục. Bác còn đích thân dẫn bộ trưởng đến nhận chức bộ trưởng ở Bộ Giáo dục. Bác dặn đồng chí Thứ trưởng Bí thư Đảng đoàn là phải bồi dưỡng giáo sư vào đảng. Đấy là một trí thức lớn. Thế cơ mà. Bác tin dùng đến đấy, người ngoài đảng. Giáo sư Nguyễn Văn Huyên là rất nể bác mà nhận chức vụ thôi, chứ ông có muốn làm lãnh đạo đâu. Trí thức họ chỉ muốn làm chuyên môn thôi. Thế thì làm việc rất tốt, 6 tháng thì đến gặp bác để xin từ chức. Mà bác có biệt tài là chưa cần nói bác đã biết rồi. Bác bảo chú đến gặp bác để xin từ chức có phải không? Chú cứ làm việc, có việc gì khó nói với bác, cùng nhau thảo luận và giải quyết. Chú chỉ chưa phải đảng viên vì chú chưa có tên trong đảng tịch. Chứ còn về tài đức của chú thì chú là cộng sản từ lâu rồi. Bác mới tin dùng như thế chứ. Và bác cũng rất giống Lenin ở chỗ là dùng một cái khái niệm là người cộng sản ngoài đảng. Chứ họp chính phủ, bộ trưởng hầu hết là ngoài đảng. Bác có xưng hô đồng chí đâu. Bác xưng hô là thưa các vị bộ trưởng, thưa các ngài bộ trưởng. Bác cử Trung tướng Nguyễn Bình vào Nam khi Nam Bộ kháng chiến mà chưa đảng viên, chưa phong trung tướng, mới chỉ là tư lệnh quân khu Đông Triều thôi, mà chỉ còn có một mắt đấy các đồng chí nhé. Một mắt, địch nó khoét mất một mắt rồi, còn có một mắt phải thôi. Gọi là độc nhãn tướng quân cơ mà. Mà nhân dân thì khâm phục ngưỡng mộ, cho thêm một chức thần nữa là độc thần nhãn tướng quân. Thế cơ mà. Mà năm 47 mới được kết nạp đảng, tức là phải thử thách 17 năm liền. Vì ông này đã gia nhập đảng Việt Nam Quốc dân đảng rồi. Ông coi đấy là một sai lầm chính trị, ông rút lui ra ngay. Nhưng mà kẻ địch nó khoét mắt ông để nó trả thù. Và vì đã vào một đảng khác, bây giờ muốn thành đảng viên Cộng sản phải thử thách rất nghiệt ngã. 17 năm thử thách. Tù gầy côn đảo từ năm 30 đến năm 47 mới vào đảng. Năm 47 vào đảng, mà năm 45 đã là bác đã giao cho cả miền Nam rồi. Việc nước sôi lửa bỏng lắm rồi, chú lên đường ngay cho bác. Bác giao cả miền Nam cho chú. Tư lệnh Đông Nam Bộ đấy các đồng chí. Một năm sau 48 kết nạp đảng, thì 47 kết nạp đảng, thì một năm sau 48 bác phong trung tướng ngay.
Thời bấy giờ, đại tướng là số 1, trung tướng là số 2, chưa có hàm thượng tướng. Vị trung tướng lỗi lạc của chúng ta đấy, làm việc rất xuất sắc, lập công rất hiển hách, Bác và Trung ương quyết định lại gọi về Việt Bắc nhân cái bối cảnh đại hội 2 sắp tới để giao một nhiệm vụ quan trọng hơn. Trên đường ra Việt Bắc, đến biên giới Campuchia, địch đã bắn chết. Lúc còn rất trẻ. Và phải đến tận năm 51 là hy sinh, năm đại hội đảng đấy, hy sinh. Mà đến tận năm 2000 ta mới tìm thấy hài cốt. Và đảng tổ chức an táng trọng thể tại Nghĩa Trang thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Bình cũng là quê hương Hưng Yên với Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Bác dùng người như thế bởi vì thành tâm đoàn kết vì dân vì nước, lấy mục đích làm trọng. Thì đoàn kết giữa đảng với dân bằng tất cả sự chân thành, tin cậy, tôn trọng như vậy để phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc. Rõ nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số nhé. Các đồng chí đọc cái bức thư của bác gửi đại hội ở Pleiku tháng 4 năm 46 đấy. Tôi vì bận nhiều công việc của chính phủ, đường xá lại xa xôi, nên không vào dự đại hội với các vị được. Vậy tôi có mấy lời nhắn nhủ với các vị để các vị hiểu cho tấm lòng của chính phủ. Bác nói là giang sơn chung, chính phủ là chính phủ chung, chúng ta cùng là con cháu một nhà, dù mỗi một người là dân tộc khác nhau, tộc người khác nhau mà. Đều là con cháu, con lạc cháu hồng cả, con rồng cháu tiên cả. No đói có nhau, sướng khổ có nhau, cùng nhau vui vẻ, cùng nhau hưởng lạc, cùng nhau chịu đựng. Nói như thế là không nói chữ nghĩa, mà nói từ tấm lòng gan ruột trở ra. Cho nên có thể nói là thấm thía từng lời, từng chữ ở trong trái tim của đồng bào. Đấy. Trên sức mạnh huyền diệu, đại đoàn kết dân tộc xét đến cùng đấy là mục đích đúng đắn. Phương hướng rõ ràng, tinh thành đoàn kết. Tinh thành, tinh là tinh tế, thành là thành thật. Chúng ta biên tập ở các tạp chí, các bài báo nói về bác mà có cái chữ này này, ta chả hiểu, ta toàn chữa thành chân thành đấy các đồng. Thế là mất hết cả sắc thái độc đáo của bác ấy. Bác nói là tinh thành đoàn kết cơ mà. Chứ còn chân thành thì nó chung lắm. Đấy. Một ví dụ như vậy thôi. Để nói vấn đề là đoàn kết trong đảng là cốt lõi này. Đoàn kết giữa đảng với dân, giữa người trong đảng với người ngoài đảng, được bác sử dụng một cách rất là linh hoạt sáng tạo. Mà lấy cao nhất là mục đích vì dân. Tổ quốc trên hết, dân tộc trên hết là như vậy. Vì độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Đoàn nội dung đoàn kết thứ ba là đoàn kết quốc tế. Đây là cả một lĩnh vực rất quan trọng, vì bác không chỉ là một người yêu nước, bác còn là hiện thân của sự trung thành với chủ nghĩa quốc tế chân chính. Mà những đối xử, ứng xử của bác với bạn bè quốc tế, những lúc mà căng thẳng bất đồng nhất đấy, là bài học vô giá để cho chúng ta vận dụng kinh nghiệm vào lúc này. Một người nỗ lực như vậy cho đoàn kết quốc tế, mà đến khi viết di chúc, bác phải thốt lên một câu là: tôi càng tự hào về cách mạng bao nhiêu, tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hòa của các đảng anh em. Tôi mong đảng ta làm hết sức mình để củng cố tình đoàn kết các đảng, các nước lại. Và tôi cũng tin chắc rằng các đảng anh em rồi nhất định sẽ phải đoàn kết lại. Các đồng chí đọc thi chúc đã thấy cái câu đó nhé. Khi bác mất, trong lễ truy điệu bác, đảng ta mời tới 40 đoàn đại biểu khác nhau đến dự lễ tang bác ở quảng trường Ba Đình. Mà thời kháng chiến, thời chiến tranh mà tổ chức được một lễ tang như vậy là kỳ tích đấy các đồng chí. Tất nhiên là có sự giúp đỡ của Liên Xô. Khi Tổng Bí thư Lê Duẩn đọc di chúc của bác, cái đoạn là tôi càng đau lòng bấy nhiêu đấy, trên lễ đài không vị trưởng đoàn nào là không lấy khăn tay lau nước mắt. Cảm thấy có lỗi với bác. Và đồng chí trưởng đoàn Đảng Cộng sản Liên Xô thay đổi lịch trình. Tổ chức tang lễ bác xong, hoàn cảnh chiến tranh, ta phải tiến các trưởng đoàn về nước ngay. Riêng đồng chí trưởng đoàn Liên Xô lúc đó là ai các đồng chí? Thủ tướng Kosygin, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng đoàn Cộng sản Đảng Liên Xô sang dự lễ tang bác. Ông thay đổi lịch trình. Ông có về nước ngay đâu. Ông chủ động sang Trung Quốc, gặp gỡ ban lãnh đạo Bắc Kinh để đàm phán, để nối lại cái hộp đàm phán đó, để củng cố tình đoàn kết.
Người ta coi cử chỉ đó của Kosygin là người quốc tế chủ nghĩa đầu tiên học và làm theo di chúc của Bác. Thế mà trước sự cao thượng ấy của Liên Xô, Trung Quốc không đáp lại. Và kết cục là thế nào? Các đồng chí đều biết, chiến tranh xảy ra ở biên giới Xô Trung. Ngay Việt Nam sau này cũng vậy. Với cái câu nói của ông Đặng Tiểu Bình ghi vực viết nhục trong lịch sử là dạy cho Việt Nam một bài học. Thì những câu chuyện về đoàn kết quốc tế là rất cảm động, chúng ta sẽ nói tiếp về sau. Bây giờ